kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, ông Biden là làm tổng thống được một năm rồi, nhưng mà tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn chưa có gọi là tiến triển, chưa có bớt đi giống như dưới thời ông Donald Trump, mà càng ngày càng nó là chặt cứng, đặc biệt trong cái lĩnh vực thương mại. Trước đây tôi có đề cập với quý vị là bây giờ cái chuyện mà bỏ cái thuế của ông Mỹ đối với hàng hóa của Trung Quốc khó ghê lắm. Mặc dù điều đó là điều sai lầm. Hôm trước có một số khán giả bảo ông Dũng nói gì kỳ, chắc ông này ăn tiền Trung Quốc. Và không, trả tiền vai. Chuyện đánh thuế hàng hóa Trung Quốc nó là do người dân Mỹ trả. Đó là một cái sai lầm của ông Donald J. Trump. Nhưng mà đến bây giờ ông Biden vẫn không rút ra được. Không thể thoát ra được. Và điều tôi nói ngày hôm nay tôi chứng minh cho quý vị nghe là mới đây hơn 140 dân biểu lưỡng đảng của Hạ viện Hoa Kỳ viết thư kêu ông Biden làm ơn bỏ bớt cái biểu thuế, nó gọi là theo Section 301. Trong cái điều khoản này nó rất là rộng. Ví dụ nó trong đó nó tính đánh thuế tới 300 mặt hàng. Thì bây giờ họ yêu cầu ông Biden làm ơn thu nhỏ nó lại, độ chừng còn 30 mặt hàng thôi, 270 mặt hàng cái đường đánh thuế. 140 người là bao nhiêu? Gần 1/3 trong tổng số 435 dân biểu Hoa Kỳ. Lý do họ nói tại sao? Đánh thuế phải chết người dân. Người dân phải mua giá cao. Và đánh thuế như thế này, khi mua giá cao vậy, đóng góp vào cái gì? Lạm phát. Lạm văn phát, thấy chưa? Trong những ngày qua, bà Catherine Tai, hồi nãy quý vị thấy trên màn hình, là đại diện thương mại của Mỹ, cũng liên tục nói chuyện với ông Lưu Hạc, là phó thủ tướng đặc trách về tài chính của Trung Quốc. Nhưng họ không đi được tới đâu cả. Bây giờ các vị dân cử đang yêu cầu, thấy không? Đây là trong thư họ nói như thế này nhé. Những cái giá này, cái chi phí này, nó làm hỏng cái sự cạnh tranh của các công nhân sản xuất tại Mỹ. Những người này bây giờ họ sản xuất ra nó còn đắt hơn so với những hãng ở nước ngoài. Tại sao đắt hơn? Là bởi vì nguyên liệu nhập từ Trung Quốc sang bị đánh thuế. Đúng chưa? Đáng lý cái đồng hồ này có 10 đồng thôi, đánh thuế lên 11 đồng, cộng thêm 10 đồng nữa, cái ông Đỗ Dũng phải mua giá 11 đồng thay vì 10 đồng. Rất là đơn giản mà vẫn có nhiều người không hiểu, bảo là nói sao kỳ. Đây là nó mang tính biểu tượng rất nhiều. Tức là chúng ta đôi khi đã biết rằng cái điều chúng ta làm là sai, nhưng chúng ta vẫn cứ làm bởi vì chúng ta không muốn bị mất mặt, bởi vì chúng ta ghét thằng đó quá. Cho nó chết, nhưng mà nó trước khi nó chết mình chết là cũng được luôn. Cũng được luôn. Trước khi tôi chết mà tôi biết anh chết tôi cũng chịu nó, nhưng mà đâu ngờ nhiều khi mình chết xong rồi nó còn sống. Thành ra bây giờ đó, thưa quý vị, chính quyền Biden đang bị áp lực của các vị dân cử này trong cái chuyện mà gọi là gì? Hủy bỏ hoặc là thu nhỏ cái gọi là cái biểu thuế đánh vào hàng hóa của Trung Quốc. Mà quý vị biết không? Đánh vào nó như vậy nó không giảm bao nhiêu hết. Bởi vì năm 2021 Trung Quốc thặng dư được 676 tỷ đô la. Sai lầm chưa? Nhưng chúng ta vẫn không chịu. Chúng ta vẫn nhất định không phải đánh thuế cho nó. Nó có surplus, nó thêm nhiều tiền cũng kệ cha nó. Tôi có trả thêm tiền cũng kệ cha nó, quánh nó cho rồi đã. Đó là những gì đang xảy ra ở Mỹ. 140 vị dân biểu cả Cộng Hòa và Dân Chủ, thấy không? Đòi hỏi cái này. Đó. Đây, xin bác thật có thể cho coi cái laptop của tôi. Đây là cái lá thư của những vị dân biểu này họ gửi ra. Đây. Thư ký đây này, quý vị. Đàng hoàng đây, quý vị thấy không? Đây, một cái lá thư đây. Đó, dân biểu Suzy Lee này cũng tham gia này, bà tweet ra này, thấy không? Đó, Section 301 này, thấy không? Làm ơn đừng đánh thuế nhiều quá, đây thư này, họ ký trong đây nè. 140 người ký đây, cái thư đây, đó,
đại khái như thế cho quý vị thấy. Thế thì bây giờ tại sao mà không bỏ được cái thuế này? Nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là bà Catherine Tai và nói trong những ngày qua chúng tôi đang yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng cái thỏa thuận ký dưới thời ông Donald Trump. Trong vòng 2 năm Trung Quốc phải mua 200 tỷ hàng hóa của Mỹ, đúng không? Sau đó nó cung phu. Cứ cung phu, nó ghét nó không mua nữa. Thấy không? Và cho đến nay, Trung Quốc mới đạt được có 60% trong tổng số tiền mà họ thỏa thuận dưới thời ông Donald Trump. Tức là 200 tỷ đó cho đến giờ phút này mua bao nhiêu? Mua bao nhiêu? 60%, tức là còn 120 tỷ à. Còn 80 tỷ hàng hóa Trung Quốc chưa mua. Và ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc đã từng nói hey, cái đó chưa biết có thực hiện hay không. Thì bây giờ bà Catherine Tai bà đang yêu cầu ông Lưu Hạc mấy anh phải thực hiện cái này thì chúng tôi mới nói chuyện bỏ thuế. Trung Quốc không chịu. Bởi vì anh thuế đi, dân anh chết chứ tôi đâu có chết. Hàng tôi là tôi vẫn dư 676 tỷ đấy năm 2021. Đó là Covid đấy nha. Đó là Covid đó mà tôi vẫn dư 676 tỷ đó. Thành ra cái đó là cái trở ngại đầu tiên về mặt kinh tế. Trung Quốc sẽ không chịu thực thi cái giai đoạn 1 của cái gọi là thỏa thuận. Thấy không? Kinh tế của hai bên. Đó là về mặt kinh tế. Chúng ta thấy nhá. Thứ nhất, Trung Quốc không chịu mua hàng. Người dân Mỹ phải trả tiền nhiều hơn. Ai lợi đây? Tất nhiên Mỹ bất lợi. Nhưng mà dân Mỹ nhiều anh sướng khoái lắm. Kệ đánh thuế chết cha nó ra. Nhưng mà chính quý vị chết mà quý vị không biết. Đây 140 người, hơn 140 người tôi cho quý vị coi đó. Một mấy ông bà dân biểu này điên hết à, chắc mấy ông bà dân biểu này là chắc bị Trung Quốc nó mua hết rồi. Bị mua hết rồi, bây giờ mới kêu ông Biden là bỏ bớt thuế quan cho Trung Quốc, chắc chạy, tôi nghi lắm. Rồi, đó là về mặt kinh tế, đúng chưa? Về mặt chính trị, trước đây tôi có kể quý vị rồi. Ông Biden bị vô cái thế không làm gì được hết. Nhất là sau cuộc bầu cử tại tiểu bang Virginia mà ông Glenn Youngkin thắng ông Terry McAfee của đảng Dân Chủ. Và ông thống đốc Phil Murphy ở bên New Jersey của đảng Dân Chủ xém thua. Biden xanh mặt luôn. Bởi vì bây giờ mà có một hành động nào mà yếu kém với Trung Quốc là bị coi là phản động, là bán nước. Y chang trường hợp ông Biden như đang đối đầu với lại ông Putin. Tôi mở ngoặc để quý vị biết tại sao mà vấn đề Ukraine mấy ngày nay nó có lùng bùng. Ông Putin ông muốn ông Biden bảo đảm là Ukraine không vào NATO. Ông Biden bảo cái đó tôi đâu có giải quyết được, cái chuyện NATO. Nhưng mà thực ra là gì? Ông Biden nói ok tôi bảo đảm anh là Ukraine không vào NATO. Thì bị coi là yếu với Putin. Trong trường hợp này cũng vậy. Và trong cái cuộc họp báo vào ngày 19 tháng Giêng vừa qua ở tại Tòa Bạch Ốc, khi có người mà hỏi về cái chuyện mà có bỏ cái thuế quan cho Trung Quốc không, thì ông Biden mà không, bây giờ bà Catherine Tai đang làm việc, cho đến lúc này là chưa, ông đừng nói là sẽ bỏ đâu. Xin mời các thầy cho coi cái đoạn video đó. Để quý vị nghe là chính ông Biden cũng sợ luôn. Đây quý vị nghe đây. You mentioned China. Do you think the time has come to begin lifting some of the tariffs on Chinese imports, or is there a need for China to make do on some of its commitments in the Phase One agreement? Some business groups would like you to begin lifting up those tariffs on China. Well, I know that, and that's why my trade rep is working on that right now. The answer is uncertain. It's uncertain. I'd like to be able to be in a position. I could say they're meeting the commitments or more of their commitments and be able to lift some of it. But we're not there yet. Quý vị thấy không? Ông phóng viên ông hỏi đó, ông nói đó. Thấy không? Bây giờ ông có bỏ không? Là ông đợi là bắt là Trung Quốc phải thực hiện cái gọi là giai đoạn 1 mua cái 200 tỷ đô la đó. Ông ở đằng đây ông nói đâu. Đúng là tôi sẽ bắt Trung Quốc đâu. Tại biết là Trung Quốc sẽ không mua. Nhưng ông bảo không, giờ cho lúc này tôi không bỏ. Không bỏ. Là bởi vì bỏ là sẽ bị yếu. Đó là hai cái khía cạnh kinh tế và
chính trị mà ông Biden bây giờ đang bị vướng. Nó khổ ghê lắm. Khi mà ông Trump nó ban đầu không đánh Trung Quốc. Nhớ nha. Ông mời ông Tập Cận Bình đến Mar-a-Lago và cho cháu ngoại hát tiếng tàu. Cái điều đó có đó. Trên đường về bắn năm mấy trái hỏa tiễn rồi chào mừng nữa. Bắn vào Syria mà chỗ không người. Chuyện đó có. Đừng có nói ông Dũng nhắc hoài, tôi nói nó phải có đầu đuôi để quý vị nhớ. Dũng nhiều khi quý vị quên. Thấy không? Rồi sau đó đó. Làm ăn gì đâu không được. Rồi bị cái vụ muốn tái tranh cử quay là chống Trung Quốc. Chống tàu lao, tăng thuế, dân chịu. Và bây giờ Biden bị kẹt luôn. Nó còn nhiều chuyện trong đây lắm. Tôi sẽ kể tiếp cho quý vị sau một quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Như màn hình của đài truyền hình SCT, sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện mà một lần nữa ông Biden bị vào cái thế khó xử trong vấn đề thương mại với Trung Quốc, trong khi các vị dân cử bắt đầu áp lực ông. Phản động quá hả? Phản động quá. Người ta đang đánh Trung Quốc mà mấy anh, mấy chị đòi là bỏ thuế hôm qua để cho cử tri các anh chị sướng. Thế quý vị thấy nước Mỹ khổ không? Bởi vì cử tri họ bị lạm phát. Họ mua hàng không có, nãy quý vị thấy trên màn hình cái ông bán đồ chơi đó, ông lo ông gom được nhiều, ông gom rồi ông biết là sẽ không có. Chơi toàn make in China không à. Bây giờ các vị dân cử áp lực với chính quyền Biden, mà chính quyền Biden lại vì lý do chính trị ở các tiểu bang Cộng Hòa, nhất là sau cái vụ mà Đảng Dân Chủ bị thua tại Virginia, không dám động đậy luôn. Thấy chưa? Không dám động đậy luôn. Động đậy là chết. Thì trong số những cái mặt hàng này nè, nó có tới 549 mặt hàng, thưa quý vị. Mà trong đó nó có nhiều cái thứ, chẳng hạn như là gì? Đồ đạc kỹ nghệ nè. Tức là những cái gọi là nguyên liệu đó, mua qua của Trung Quốc để mà làm. Rồi những cái chúng ta xài hàng ngày, ví dụ như hàng thử biểu. Vật dụng y tế. Ví dụ là khẩu trang. Ví dụ như là bông gòn, ống chích. Rồi gì nữa? Xe đạp. Trời ơi, xe đạp. Rồi gì nữa? Vải. Những thứ mà chúng ta phải xài hàng ngày thì nó cũng nằm trong cái chỗ mà Mỹ đánh thuế hàng Trung Quốc luôn. Chết người không? Tôi chỉ kể sơ mấy món đó thôi, thưa quý vị. Đó. Và bây giờ đó, các nhà lập pháp muốn cái gì? Các nhà lập pháp họ bảo là bây giờ phải bỏ bớt đi. Bởi vì hiện nay đó, cái mà không bị đánh thuế của hàng Trung Quốc vô, nó chỉ tương đương có 1% cái số hàng vào thôi. Họ bảo tăng lên đi, tăng lên cái loại hàng mà không bị đánh thuế dùng đi. Tức là 100 mặt hàng vô chỉ có một mặt hàng không bị đóng thuế thôi, 99 mặt hàng không bị đóng thuế. Bây giờ các nhà lập pháp họ bảo mấy anh làm vậy chết, coi như gần như là toàn bộ rồi còn gì nữa. Các anh phải tăng lên một số mặt hàng mà tiêu dùng của người dân để đừng đánh thuế. Để người dân người ta không phải trả cái tiền đó. Cái tiền thuế đó. Nhưng mà ông Biden không dám. Thấy chưa? Đó là đây này. Trong thư họ viết này. Với tình hình như hiện nay, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu đại diện thương mại của Mỹ mở rộng một cách nhanh chóng những cái gọi là quy định mà không bị đóng thuế. Tức là bao gồm danh sách không bị đóng thuế đó. Thấy không? Để có thể cho công nhân Mỹ, doanh nghiệp Mỹ và gia đình Mỹ, bởi vì họ đang rất cần những cái gọi là giải tỏa kinh tế hiện nay. Mua đồng hồ đáng lẽ có 10 đồng, mua tới 11 đồng về vợ. Tôi cho anh có 10 đồng, mua 11 đồng thì anh ráng nhịn ăn sáng nha. Ok. Tôi phải nhịn ăn sáng. Đúng không? Nếu không là tôi có dư một đồng tôi ăn sáng rồi. Có đúng không nào? Bây giờ tôi phải nhịn ăn sáng. Bởi vì không mua đồng hồ đeo tay là tôi tắt thở. Bắt buộc phải mua. Đó, cho quý vị thấy như thế.
Nó không có đơn giản. Nhiều khi chúng ta nghĩ ô trời ơi dễ dễ này kia, các thứ không phải đâu. Không có dễ đâu. Rồi, đó là tôi nói về vấn đề mà thương mại hai bên. Xin nhắc lại quý vị là Trung Quốc bây giờ nhất định không tiếp tục cái phase 1 mà dưới thời ông Donald Trump. Ông Biden thì bắt buộc ông Trung Quốc anh phải mua tiếp 80 tỷ đô la nữa thì tôi mới nói chuyện. Chưa kể lý do chính trị nữa, đâm ra nó kẹt. Và tôi nói quý vị kỳ trước và kỳ này tôi nói là nếu mà ông Biden có làm cũng phải đợi qua cuộc bầu cử giữa kỳ. Lúc đó mới làm, lúc đó thắng thua thì tôi cũng làm được hết. Thắng tôi cũng làm mà thua tôi cũng thua. Còn bây giờ làm là chết. Bởi vì bây giờ mà ông làm có nhiều khi có một số người lại bảo thôi đừng. Ông làm mà là giết chúng tôi. Nhưng mà trong 140 người kia có thể là họ có những cái địa hạt mà thưa quý vị dân họ cần. Hoặc họ ở những địa hạt an toàn. Thì tôi mới kêu được. Đúng không? Có tên tuổi mà. Tôi an toàn tôi chả sợ ai hết. Ok. Tôi có là bắt tay cái là chăn gối với kẻ thù Trung Quốc. Quý vị cũng phải bầu cho tôi bởi vì không bầu tôi quý vị tắt thở. Có đúng không nào? Thì coi như tôi quá vững. Còn lại những người kia thì sao? Có những dân biểu ở những cái tiểu bang hay những cái địa hạt mà bây giờ rất nguy hiểm có thể mất ghế thì họ sẽ lại kêu ông Biden ngài ơi đừng có bỏ giữ nguyên thuế đó. À đấy giờ hai bên thấy chưa, ông Biden nhiều cái đầu cái tay mẹ kỳ lạ gì, trong cái đảng có một đám thì đòi bỏ thuế, đáng bảo là đừng bỏ thuế, khó ghê lắm. Rồi đó là vấn đề kinh tế chính trị thương mại. Bây giờ qua lĩnh vực ngoại giao thì cũng bị kẹt. Bởi vì nếu ngoại giao mà nói chuyện được với nhau, ngồi xuống với nhau thì nó mới đỡ. Nhưng mà cũng bị trở ngại như tôi nói quý vị, hơn 2 năm qua ông Tập Cận Bình không gặp ai trên thế giới. Toàn nói qua trực tuyến với Biden, trực tuyến không giải quyết được vấn đề. Bởi vì có những vấn đề cần phải nói riêng với nhau, không cho ai biết. Đó là trở ngại thứ nhất trong quan hệ hai nước. Mà đã trở ngại như vậy mà lại có nhiều vấn đề lại càng trở ngại hơn, đúng không? Ví dụ giữa tôi với quý vị đây không có vấn đề thì không cần nói chuyện. Khi có vấn đề sơ sơ bốc phồn loạn nói chuyện cái thôi được. Nặng thêm nữa tôi với quý vị cần phải gặp nhau để giải quyết. Mà bây giờ tôi với quý vị không gặp nhau được vì Covid-19. Trong cái đó con cái quý vị con cái tôi nó cứ chửi nhau hoài. Mà bây giờ không gặp để giải quyết, nó nói chuyện qua điện thoại không thể hiểu hết. Đó là trở ngại thứ nhất. Biden với Trump, Biden với lại là Tập Cận Bình không gặp nhau được. Mặc dù là chúng tôi đã nói chuyện trực tuyến động 2-3 lần này. Vừa điện đàm và trực tuyến. Thì bây giờ đó họ đành phải để cho những phụ tá làm việc này. Đó là bên phía Mỹ có ông Jake Sullivan, bên phía Trung Quốc có ông Dương Khiết Trì. Hồi tháng 10 năm ngoái hai người đã gặp tại thành phố Zurich rồi để giải quyết những khác biệt. Nhưng cũng không hết. Bởi vì trong khi nói chuyện đó, ông Jake Sullivan cũng không có toàn quyền 100%, ông Dương Khiết Trì cũng không có toàn quyền 100%, lại phải trở về để báo cáo lại. Và vừa rồi bây giờ ta tiết lộ ra ngày 10 tháng Giêng vừa rồi hai bên định gặp nhau ở bên Rome Ý, cũng hai ông này luôn ở thủ đô của Ý để nói chuyện, để xem xét. Chứ bây giờ hai nước mà quanh nhau căng quá. Nhưng đùng một cái ông Mỹ là tẩy chay ngoại giao Thế vận hội của ông Trung Quốc. Rồi lại cấm vận cái chuyện mà bán mua bán hàng hóa mà dệt ở bên Tân Cương đó, xong hàng luôn. Xong vấn hàng luôn. Ông Dương Khiết Trì bảo không nói chuyện. Thì bây giờ hai bên đang tìm cách để mà nối lại cái đối thoại này. Thì may ra tình hình nó đỡ đi, chứ còn thực sự đó quý vị, giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn còn cương lắm. Và đó là cái điều mà ảnh hưởng kinh tế nước Mỹ và nó đóng góp một phần nào vô vấn đề gọi là lạm phát mà chúng ta đang chịu. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.